Xin chào anh em nha, chào mừng anh em trở lại quay trở lại về kênh tin học cơ bản. Và ở trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn, tức là hướng dẫn thì không phải, nhưng mà sẽ cùng các bạn nghịch cái hệ điều hành Ubuntu. Thì ở đấy mình sẽ sử dụng cái máy ảo để mình cài cái hệ điều hành này. Đấy các bạn này, hiện nay thì mình có ở đây là mình có hệ điều hành Ubuntu này, rồi hệ điều hành Win 7 này, rồi có một cái hệ điều hành này là Chrome nữa của Google nữa. Thì hôm nay mình sẽ cài mấy cái điều hành, hai cái điều hành Ubuntu này và cái Chrome này để nghiên thử xem là nó có gì hay ho hay không. Và cái công cụ hỗ trợ của mình sẽ là cái phần mềm chạy máy ảo VMware Workstation. Các bạn lưu ý là có thể mình phát âm tiếng Anh nó không được chuẩn lắm nhé, thì ra tiếng Anh mà, cho nên là đầu tiên á thì chúng ta cần phải có phần mềm đúng không, cần phải có hệ điều hành đúng không. Thì để mà có được cái hệ điều hành đây các bạn này, có được cái hệ điều hành Ubuntu này á, thì mình sẽ lên Google và mình gõ đây, mình sẽ gõ tìm, nó sẽ dẫn đến một cái trang chủ của cái hệ điều hành này. Bây giờ mình đọc và sửa sai đây rồi. Thì các bạn chọn vào cái mục là desktop, tức là mình là dùng để cài cho máy máy bàn mà. Thì ở đây có hai phiên bản này, các bạn có thể chọn đúng không, bản 21.04 hoặc là bản 21.04.2. Thì ở đây thì mình xem mình có bản đấy 21.04.2, tức là mình đảo cái bản này về rồi. Bây giờ các bạn thích đảo thì các bạn bấm vào mục đảo loạn ở đây, hoặc là các bạn chọn đảo loạn ở đây thì sẽ tải được cái hệ điều hành này về dưới dạng là file hình ảnh để giúp chúng ta cài đặt. Đây là một hệ điều hành mã nguồn mở các bạn, và ở đây thì cũng có một vài cái thông số đấy, tức là yêu cầu ví dụ như bộ vi xử lý lõi kép 2 GB giá trở lên, bộ nhớ RAM 4 GB này, dung lượng ổ cứng 25 GB, truy cập internet hay USB DVD vân vân. Tức là hệ thống này á là cần phải có để cài được cái hệ điều hành này. Bây giờ chúng ta cũng bắt tay vào làm luôn các bạn nha. Mình sẽ mở cái phần mềm VMware ra, mình chọn create new, tức là mình sẽ tạo một cái hệ điều hành mới, và ở đấy thì mình sẽ chọn custom, tức là mình sẽ thiết lập các cái thông số theo ý của mình. Ở đấy thì mình sẽ chọn cái file ISO. Bữa trước thì mình mới cài Win 7, bây giờ mình sẽ cài cái dữ liệu để mình để ở đâu đây. Đây các bạn này, mình sẽ cài cái hệ điều hành này vào Open, sau đó mình chọn đấy, mình có thể là chọn tích vào đấy nếu như mà mình chưa muốn cài hệ điều hành, nhưng mà mình tính vào đấy thì sau quá trình thiết lập xong sẽ tự động cài luôn. Còn nếu mình tích vào cái dòng dưới này thì hệ điều hành sẽ được cài đặt sau. Mình chọn next, mình muốn cài luôn đó. Cái tên tên điều hành tên thì mình sẽ đánh lung tung gì đấy, IT đi mua chẳng hạn. À, tên này, mật khẩu ấy thì có cho tên luôn. À, bây giờ nó bắt nhập mật khẩu à. Đấy, IT đi mua mật khẩu 123456. À, mật khẩu cũng đủ rồi bạn, không đỉnh chín, có ký tự. Bây giờ mình sẽ điền từ h h vẫn được à? Mình sẽ đặt lại. Next. Vẫn được các bạn ạ. Cái tên. Nó bị gì nhỉ?
Huy ga các bạn, huy ga tiếng Anh cho nên là mình phải dịch thôi cho nó chắc ăn. À, tên người dùng không hợp lệ à? Tên người dùng không hợp lệ là cái nào nhỉ? IT demo họ vẫn không được cái thằng này thì chắc IT quá. Sao vậy nhỉ? Để trống cả thì không lách được mà. Mình điên đi. Cái quả gì vậy? Bạn đã nhập tên người dùng không hợp lệ. Tên người dùng chỉ được bao gồm các ký tự viết thường, các số từ 0 đến 9 hoặc dấu cách ngang. À. Quá, rồi mình phải đúng nhé ha. À, vậy là phải viết liền này rồi các bạn. Thấy leo nhau nhỉ? Tên là hệ điều hành Ubuntu 64-bit ha. Còn đấy là cái file chữ này, file chữ thì mình sẽ chọn sang cái ổ khác. Mình sẽ chọn sang cái ổ dữ liệu E của mình ý. Để giảm tải cho cái ấy các bạn ạ. Mình sẽ tạo một folder. À, mình sẽ ghi là đấy. Ok. Tức là cái phần đường link này ấy, chính là cái file sẽ chứa toàn cái bộ cài của cái hệ điều hành này sau khi cài xong các bạn này. Giống như cái ổ C của máy của ta đấy. Số có thì mình chọn là cho 2 đi. 22 đi. RAM, RAM thì chọn cho 4 GB đi. Ha. Mạng, mạng thì chọn giữ nguyên luôn. LSI luôn, SSD được hoặc là SATA này, 20 GB thì cái mình sẽ cho là mấy à? Khi nào nó yêu cầu là mấy GB các bạn nhỉ? Xem thử nào, 25 GB thì ở đây mình sẽ cho 30 GB đi. Next, next thì thôi, kiểm tra lại thông số các bạn. 30 GB, 4 GB RAM, 4 CPU. Rồi ok. Finish. Các bạn đợi tí nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây bây giờ đã có cái hệ điều hành mới đây đó các bạn này. Bây giờ phần mềm sẽ tự động cài hả? Hay sao mình chưa cài cái phần mềm này lần nào mình chưa biết thế nào cả? Cùng kiểm nghiệm cho nó vui vậy thôi các bạn ạ. Còn mình thì vẫn trung thành với điều hành Win 10 64-bit. Bây giờ có Win 11 rồi. Để hôm nào rảnh rảnh làm cái video về Win 11 các bạn nhỉ. Nghe bảo là cái hệ điều hành Ubuntu này là đẹp lắm. Mình thấy quá trình copy file tương đối nhanh các bạn ạ, chẳng hiểu là thời gian cài khoảng bao lâu thì mình cái này quyết xem thời gian, xem thử cái thời gian cài của cái hệ điều hành này và thời gian cài của Win 10, Win 7 nó có khác gì nhau.
À, nhánh về hả? Các bạn vừa nghe thấy cái âm thanh khởi động của hệ điều hành á. Mình chẳng rõ là đã xong rồi chưa. Mình... À, đang cài các bạn. À, mình vừa cài vào nhưng mà mình đã thấy có sự thay đổi hơi khác so với hệ điều hành Windows đấy. Hệ điều hành Windows là cái mặc định là cái thanh tắt bar là nằm ở phía dưới đáy này đúng không? Tại đây thanh tắt bar các bạn này. Và mặc định là nó đặt ở dưới đáy. Tất nhiên các bạn có thể đổi là đặt ở bên trái hoặc bên phải hoặc là bên bên trên. Và tùy các bạn có thể tự đặt được. Nhưng mà cái hệ điều hành này thì thấy cái nút nguồn nó nằm ở góc phía trên bên phía tay phải đấy các bạn này. Bây giờ chờ đợi thôi, chờ đợi nó cài cho sóng thôi các bạn ạ. À. Cài xong thì vào nghịch cái xem thử là cái hệ điều hành nó như thế nào. Bạn kiến nhận đề thì gọi nhé. Các bạn thấy cái quá trình cài đặt cái hệ điều hành Ubuntu này có khác so với hệ điều hành Windows không? Trước á, thì là hệ điều hành Windows là ta phải đã cài xong đôi khi nó mới mở lên cái màn hình như thế này. Còn hệ điều hành Ubuntu này á, thì cài cái là nó vào những kiểu cái màn hình khởi động của Windows luôn. Chắc là gần sóng đó các bạn ạ. Mình thấy cái màu sắc của cái hệ điều hành này cũng tương đối bắt mắt đấy chứ.
Có cả phần mềm gì các bạn nhỉ, hình như là phần mềm Office hay sao ấy. Tí nữa thì ta khám phá cái hệ điều hành này tí cho vui các bạn nhé. Đấy là cái bản hệ điều hành mà mình đảo ở trong chủ các bạn nhé. Và cái bản này là bản không được hỗ trợ, tức là cái bản dùng dùng miễn phí ấy. Ôi ôi, chắc là cũng cũng phải tương đối lâu lâu này các bạn. Các bạn kiên nhẫn đợi tí chứ. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc liên quan đến sử dụng máy tính thì các bạn cứ comment các bạn nha, mình sẽ sắp xếp thời gian giải đáp cho các bạn. Tức là những cái nào mình biết đấy, còn những cái mình biết thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ trả lời các bạn sau. Hơi lâu các bạn nha, để mình thử xem là mình lúc mình bắt đầu cài là 7:55 mà bây giờ là 8:07, như vậy được 11 phút thôi, 12 phút thôi, 7:57 đấy, chắc là 55 56 gì đấy. Để thử xem cái hệ điều hành này nó như thế nào mà lâu vậy. Vừa rồi vừa cài vào cái hệ điều hành, vào cái màn hình này luôn, mình tưởng là xong rồi, mình còn bảo là cái hệ điều hành gì mà cài nhanh vậy. Hai người bây giờ phải đợi các bạn, đợi chơi là hạnh phúc mà. Hình như đây hệ điều hành này lấy cái hình con này là con gì các bạn, con báo hả? Cái mặt con này giống mặt con báo không? Hơi lâu các bạn nhỉ, vừa rồi tưởng là nhánh hóa ra là lâu te thế này.
hơi lâu các bạn nha. À, 93 đến 170 147 á. Như vậy là dự tính còn 23 phút 19 giây. Wow, rồi thì cái hệ điều hành này lâu vậy. Lâu quá các bạn nhỉ. Chín ba lâu vậy, còn 20 phút nữa các bạn ạ. Nhanh lên cái nào. Ôi giời ơi, sao mà lâu thế. Cái này là giống như kiểu mà các bạn hồi còn yêu nhau mà đến nhà người yêu đợi người yêu trang điểm ấy. Chắc là phải mất cả cả tiếng đồng hồ chỉ ngồi đợi người yêu ấy. Không biết một cái mặt bé bé xíu xíu thế mà trang điểm gì mà hẳn tiếng đồng hồ. Cái hệ điều hành này cài lỗ các bạn nhỉ. Các bạn đợi mình xíu nhé. Mình đi lấy cốc nước đã. Lâu quá các bạn nhỉ.
120 rồi bạn ơi, 121 rồi. Ôi ôi, lâu thế. Bạn gái này 8 điểm hơi lâu nha. Rồi, chắc là gần 6 rồi các bạn ơi. 80 đến 64 rồi. Nhanh nhanh để mình còn trải nghiệm tí các bạn, làm lâu quá trời luôn. Hấm lắm phủ trời các bạn, hấm cay chưa xong. Hứa với nhà
lâu vậy, gần 30 phút nó mới chưa cài xong hệ điều hành các bạn ạ. Nếu mà là Windows 10 hoặc là Windows 7 thì chắc nó xong lâu rồi. À, như vậy là sống luôn đó các bạn. Nào kiên nhẫn chơi đời tí thôi các bạn ơi, trong cái sắp đời ngay hải quả rồi. Như vậy là cái thời gian cài cái hệ điều hành Ubuntu này lâu của bạn. Thời gian cài hệ điều hành Windows mình nhớ là khoảng mười mấy phút thôi, như cái máy của mình khoảng mười mấy phút thôi. Hệ điều hành này đến 30 phút rồi vẫn chưa xong. Trong lúc chơi đời thì chỉ biết đọc báo với việc làm gì các bạn. Lâu rồi nhỉ? Để mình tính tổng thời gian xem thử là từ lúc cài đến lúc hoàn thành là bao nhiêu thời gian.
Rồi, có vẻ như chuẩn bị thành công rồi các bạn ạ. Các bạn thấy hợp 12 chưa? Mật khẩu á, mật khẩu cái này mình điên là cái quái gì hả? Cái này rồi. Wow, máy quá ngoan. Máy mình điên số lung tung mà nó vẫn đúng. Đâu rồi? À đây. À, cái gì đấy? Cái gì mà đã tạo tài khoản đấy rồi? À đấy các bạn, đấy chính là thì điều hành nè. Hãy đấy. Ui ơi, gì mà giống ấy vậy? Để mình cho cái màn hình nó to tí ra các bạn nhé. Nhìn giống cái gì đây, tỏ thế này các bạn đã về nhìn chưa, cái hệ điều hành này dùng có vẻ ngon đấy các bạn ạ. Thùng rác các bạn này, đấy là cái máy tính nha. À, cả cái thứ mục thiết kế rất là đẹp. Desktop document download music picture public template video. À, đẹp đấy các bạn ạ. À, để mình tìm thử xem thử vào mạng. Ô, có cái cả Firefox các bạn ấy. À. À. Vừa rồi mình thấy có một cái mục vụt hay là cái gì đấy nhỉ, trong lúc à có cả text editor nữa các bạn này. À thì hello anh em, à đấy là phần mềm viết text các bạn ạ. Cái lỗi đi, nó hỏi có update cái gì quá, update update nào cũng được, cho nó update đi, cái gì đâu. Setting. À, setting là có mang này. Gì mà đã bắt mật khẩu vậy? Mang ở quan này, tốc độ mang này. Bluetooth có luôn, Bluetooth luôn. Background, thay đổi hình nền. Anh thay đổi thành cái con gì đây vậy nó, con đấy là gì, đấy là màu à, màu vậy hả? À ngon lành các bạn ạ, đấy là đồ rồng hoặc là đồ nhỏ của in 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 cuốn các bạn này. Đấy, đây là cửa sổ tin nhắn, search tìm kiếm, application ứng dụng. Ứng dụng ở đấy có bài, có gì đấy, backup, có máy tính, lịch, ký từ cái gì đấy, cái cơ hả? Ổ đĩa, phân vùng ổ đĩa, document, scroll, document, view, file, Firefox, web room, phone, language support. Thử vào language support để xem có cái gì nào hay ho ở đấy nào. À, không bao được cái sáu các bạn ạ. Hay đấy, để mình thử tìm hiểu á. Nguồn này, nguồn cũng gọi là tắt nguồn, support, power off, suspend, setting, âm thanh, màng LAN, on, wifi on. Link các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy là có link ở đây luôn. Thiết kế tương đối là hay các bạn ạ. À hay nè, mang nè, mình xem thử cho nó. À không gian trọng ấm 1.5 GB, à hay đấy, mình thử vào mạng để xem có vào được không các bạn nhé.
xong rồi chạy lúc đó nhỉ, đỡ đấy các bạn. À đây mình thử vào YouTube.com rồi xem có ba được không. À món ngày ấy mình vào cái kênh của mình xem nào. Tin học cơ bản hả? À mình chưa cài gõ tiếng Việt các bạn, cho nên chưa thể cài được, chưa thể đánh tiếng Việt được. Tìm kênh các bạn nhé. Đây. À cùng nhánh đáy các bạn ạ. À đấy là các bạn nào mà đừng xem được video này thì cho mình một một super, một đăng ký và một like video của bạn nhá. À mình thấy cái bố cục cả cái giao diện của cái hệ điều hành này tương đối là hay các bạn ạ. Các bạn đây là chế độ sắp xếp các bạn ấy, sắp xếp từ A dẹt dẹt A này lên ngay 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 tàu hả, sai này kiểu sai này. Còn đây là cái gì, show hai file à, là hiện file ảnh hả. À thế bây giờ muốn truy cập vào cái ổ cai ở đâu nhỉ? Mình xem nào. Reset tức là những cái tệp vừa mở. À đấy này, đi vào Drive Office View này, để ta nghịch cái này để xem thử mình này. Lúc cài mình thấy hình như là có cài Office. À, mình chọn không hiển thị đi. Tức là những cái tích đó mà. Đấy, đấy chính là cái phần mềm soạn thảo văn bản giống như của Excel của bạn này, nhưng mà hình như đây là cái phần mềm miễn phí hay sao, mình thấy cài này đi cùng với nữa. Để xem nào. À đây cũng có tài tư hết. Mình để tìm cái phông nào hay hay nào. Có cả cái phông gì các bạn ạ. Hay đấy các bạn ạ. Mình nghĩ đấy là một sự lựa chọn tương đối là hay. Các bạn nào thích nghịch thì nghịch tí cho vui. Còn đấy là giao diện các cái ứng dụng của bạn này. Mình thử nghịch cái trò này em. À đánh bài. À cái trò này hình như là xếp. Xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay sao ấy. À đúng thế các bạn. Tại sao 9 không sang được 10 nhỉ? À, 9 không sang. Thôi cái này nghịch sáo các bạn. Còn cái này là sốt que này. Nghịch từng cái một cho nó vui. Đúng sấy đấy. Các bạn thấy là khi mình chọn một cái lệnh nào đấy thì đều phải đợi. Không biết là do mình vừa cài hệ điều hành xong hay sao, mình chưa khởi động lại hay sao. Nhưng mà mình cứ vào một cái phần nào đấy thì phải đợi nó khởi động sóng rồi đã. Về cảm quan thì mình thấy là cái phần mềm này tương đối đẹp, cái hiệu hành này tương đối đẹp. Cùng lần đáng một lần mình bỏ công ra ngồi nghịch cho nó vui. Còn khởi chạy ứng dụng thì có vẻ là hơi hiệu năng là hơi thấp. Cái này là cái gì đấy các bạn?
khởi chạy lần gì đấy. À, có luôn Sudoku các bạn ấy. Sudoku là làm sao mới chạy được nó nhỉ? À đấy. Phần mềm này gì mà cài lỗi vậy nhỉ? Có phần suốt vậy. Các bạn thấy ví dụ như bây giờ mình muốn làm mới ấy, gọi là F5 thì cũng ở trên này không có nhỉ? Video chứ là gì rồi cái này là cái gì mới dùng cái chip về chắc đã phải đợi tải về hả? À, Ublit đấy, Ublit driver, xem nào, suốt của em này, author, Ublit. Driver, develop, liverpack. Để mình xem nếu mà muốn cài tiếng Việt cho cái hệ điều hành này có không nhỉ? Hình như hệ điều hành này có tiếng Việt không nhỉ? Để đợi cái này nó đảo xong để mình xem mày nào. Cái hệ điều hành này đi gần giống như kiểu cái hệ điều hành như dùng ở trên nhưng mà trên máy điện thoại của bạn nhỉ, những cái giao diện nó gần gần giống á. Hẹp này là cái gì? Cái trang hướng dẫn sử dụng. À, đây là cái phần mềm hạt nhạc hay sao ấy. Ôi hời, buồn ngủ quá các bạn ơi. À, phần mềm hạt nhạc có luôn các bạn. Cái này là cái gì? Giờ đang phải đợi cái này làm xong á, chứ giờ nó chưa làm xong có làm được gì à? À, đây là trình quản lý em máy. Mình như phải đăng nhập em máy vào đấy thì lúc đó nó sẽ quản lý em máy cho mình. Và thế thôi, dùng cái hệ điều hành Windows quen rồi chứ cứ bấm bấm chuột phải để F5 mà đến có đó có lên các bạn. Đây nó tài xong có gọi gì hay hỏi không? À, cái game gì nó mới trả đấy các bạn này.
Tôi nha. À, đã cài đặt cho bạn. Không biết cài đặt cái gì nhưng mà cứ phải đợi cho cài xong đã nha, nó chưa cài xong mình chưa làm được. À, có cả chương trình Excel này các bạn ấy. À, có cả chương trình về này này. Office đấy các bạn ấy. Chương trình này là chương trình gì vậy? À, giống như chương trình PowerPoint ấy. Nhưng mà cái nó thiết kế thiên về cái xu hướng là đưa cả cái in cuốn, cái mục đích sử dụng của cái cuốn luôn đúng không? Mình tự về ngôi sao vậy. Ui nhiều ngôi sao quá nhỉ. Đưa hình cái mặt cười cho nó. À, xoài này đi cho về ra mà. Đấy, à, muốn về cũng đơn giản nha. Đấy là cái hướng chuyển động. Ô vuông. Tạp, trên tạp. À, có bảng ngón lanh nữa các bạn. À, cái vấn đề soạn thảo này cũng tương đối là hay ho đấy. Xem bá đi cho nó. Wow. Đúng xây rồi bạn. Đưa ráo phần mềm vẽ hả? Anh nghĩ tí xem thế nào nào. Cái nào mà dùng vụt thế này các bạn nhỉ? Tháo gần gần giống vua đấy nha. Hello anh em. À. Thay đổi màu đấy còn đấy. À, có xuất ra file PDF các thứ luôn các bạn ấy. Xuất ra cái gì? Ký tự đặc biệt này. Dùng men phán hả? Công cụ vẽ tô màu cái công cụ vẽ gì ấy quả trời về các bạn nhìn thấy hay không cái hay quá các bạn nhỉ. Mấy cái này cũng gần gần tương đối cả
cái ứng dụng ở bên Microsoft Office đấy các bạn này, ở bên Language này gì đấy. À, đây gọi là ngôn ngữ. Để cho cài xong cái thử xem thử có cài được ngôn ngữ tiếng Việt không. Nhìn chung thì cái giao diện tương đối hay, cũng có cảm giác mới lạ các bạn ạ, nhưng mà nó có một cái đó là hơi chậm, có thể là do mình vừa cài xong nó chưa cập nhật hết cho nên nó chậm, nhưng mà nhìn chung cái thể vẫn tương đối chậm đấy. Lâu nha, cái nút đẹp nằm ở trên như cái này có tác dụng đấy các bạn. Apply cái gì mà lâu vậy? À, để mình xem này, thử cài có cái tiếng Việt đúng không? À, có Việt Nam đấy đó các bạn này. Apply cho cài tiếng Việt thì xem thử nó có được tiếng Việt không. Các bạn phải kiên nhẫn chưa đây thì các bạn ơi. Hệ điều hành này buồn cười quá nhỉ. Lâu quá. Cài đặt cái ngôn ngữ với sao lâu vậy? Đang thử cái cài đặt cái ngôn ngữ tiếng Việt của hệ điều hành xem thử thế nào. Các bác làm lâu quá trời.
lâu nha. Mày anh làm nhanh nhanh như em nhớ người nào gì mà gửi xoáy tịt mua khơi vậy. Lâu nhỉ. Lâu về lâu nha. Sao cái người kia kia tiếng Việt mất lâu vậy đấy. Lâu nha. Mình nó có bị lùi gì không đấy?
tốt nhỉ. Lâu vậy. Lâu nhỉ. Lâu rồi nhỉ. Kéo về. Lâu vậy. Hay quá các bạn ạ. Cái tiếng Việt bên đây chẳng hiểu sao cái mãi cũng thành công. Rõ ràng là mình tìm ở đây mình thấy có tiếng Việt rồi, có tiếng Việt Nam này.
Intro mình up lại game mà tại sao không được này, hay là do nó đang cài cái chuyện này cho nên nó không được à? À do nó đang tải cái gì ở dưới này đấy các bạn này. Mà này cái hệ điều cái kết nối đến cái máy chủ của cái hệ điều hành này hơi lâu các bạn. Đấy, nó cứ đảo hết cái này nó đảo sang cái khác về. Lâu quá các bạn ơi. Biết nó cập nhật cái quái gì mà từ lúc này nó đảo một đống cái phần trăm 100% về đấy rồi. Mạng của mình đấy là do cái máy chủ nó chậm, nhưng mạng của mình đảo bình thường phải 10 mấy một giây. Nếu mà đảo ở máy chủ của Google, vừa đảo đến Google nó đoái vơ các thứ phải 10 mấy một giây. Lâu nhà không biết nó tài cái quái gì có lâu nữa không biết. X-Saver hả? Chẳng hiểu sao lâu về nhà. Suốt web lịch mình kén ra, mình kén suốt web này. Mình tải cái file à, mình tải cái ngôn ngữ tiếng Việt cả xem thì thế nào. À giờ thì nhanh hơn hẳn đấy các bạn, chắc vừa rồi là do mình đang tải cái kia. Rồi, hình như là cài xong rồi đấy các bạn.
có tiếng Việt đây này. Vùng giờ làm sao để kích hoạt theo cái tiếng Việt này nhỉ? À rồi, mình sẽ khởi động lại cái. Restart đó nhỉ. Này không có restart hả? Đâu rồi? Mất đi đâu rồi các bạn? Để mình tìm hiểu cho nó. Đâu rồi nhỉ? Mất hẳn cái con chuột của mình ở trên trên bàn phím mới. Sao về? Đang bị đỡ rồi ạ. Mình rẽ xuống xem nào. Không, à đây đây. Các bạn đợi tí các bạn nhé, vừa rồi có thể là mình tắt cho nên nó hơi. Lâu vậy nhỉ?
Lâu vậy. Chắc là quá trình tập nhập dây giờ đó mình tập dưng nó bị lỗi gì rồi các bạn ai thật nhỉ. Nó bị lỗi win đó các bạn chắc là do mình đang đang cài dở cái phần mềm đang đang úp để dở hiệu điều hành cho nên là mình tạm dừng ấy như nó bị lỗi rồi mình thử thử thoát để khởi động lại lần nữa xem thử thế nào các bạn nhé. À đây rồi. À, để mình thử nghiên cứu lại xem thử cái lãng quyết đã được chứ các bạn ạ. Wow, cái gì mà chết lãng quyết lâu vậy. Chuột ngay hỏi nhập khẩu lắm phải gì hả? Phải đời thôi các bạn ạ, không có cái cao cả đó. Lâu rồi.
làm sao để mà cài được ấy các bạn nhỉ? Nó đang muốn gửi tiếng Việt cài rồi nhưng mà làm sao mà để ấy được nhỉ? À cũng không biết cách cài tiếng Việt đấy các bạn, rồi đang mình cài được ở đây rồi. Mình sẽ restart lại xem nào. Hình như vẫn chưa được đâu các bạn. Ôi nghiên cứu về điều hành này cài cái tiếng Việt mãi không cài được, hài quá. Rõ ràng là có ấy đấy rồi nhưng mà này ấy được cài tiếng Việt vào đấy rồi nhưng mà nó không hiển thị ra là thế nào. Quá nó lại tự động cài cái quả gì nữa. Thế của bạn ấy có cái tiếng Việt rồi đấy nhưng mà không phải được cái thế này. Kéo thả cũng được. À tiếng Việt đây rồi. Giờ là tiếng Việt đâu rồi? Mình chạy thử về online lần nữa xem thử thế nào. À à chưa được tiếng Việt đó các bạn ơi. Cho cập nhật tên đấy các bạn ạ. À gọi bây giờ là có tiếng Việt đấy các bạn này. Khóa cài đặt hay quá nhỉ, làm mãi thì nó cũng được tới các bạn ạ. Tức là nếu mà muốn cài tiếng Việt thì các bạn cài tiếng Việt sau đấy rồi các bạn kéo thả lên vị trí đầu tiên ấy thì lúc đó nó mình nhận đấy cửa sổ dòng lệnh đấy là một hệ điều hành.
Mình thấy tương đối là hay các bạn ạ. Các bạn có thể cài vào các bạn test thử cho nó vui. Có cả đánh mặt trược cực thứ luôn các bạn này. Bù xoan văn bản này, đánh bài này, đánh ảnh. Tiện ích thống kê ứng dụng khởi động, việc cần làm, ghi chú các thứ, trình duyệt web, trình cập nhật. À, đấy là một hệ điều hành tương đối hay đấy các bạn ạ. Hy vọng là cái video này sẽ phần nhiều là tổ hai cùng các bạn cho nó vui thôi, chứ còn video này nó hướng dẫn gì là hẹn gặp lại các bạn ở cả cái video tiếp theo nhé.